Duy Mạnh, Tố Phi Nhung hai mặt gọi điện xúi tôi chửi bà Phương Hằng, bây giờ lại quay qua Nịnh. Câu chuyện ồn ào giữa bà Nguyễn Phương Hằng, bà xã đại gia Dũng Lò Vôi và dàn sao Việt trở nên gay cấn hơn bao giờ hết khi nhiều cái tên của các nghệ sĩ đỉnh đám đều bị réo gọi. Trong livestream tối ngày 4 tháng 5, bà Phương Hằng tuyên bố sẽ lột mặt trần trụi ca sĩ Duy Mạnh vì loạt phát ngôn đụng chạm trước đó của nam ca sĩ. Bà cho hay, ca sĩ Duy Mạnh quý vị cũng đã biết rồi phải không? Chỉ tôi không thương tiếc, khi động vào rồi mới hiện ra nhiều trò. Lần sau tôi sẽ lột mặt trần trụi ca sĩ này cho quý vị biết. Tôi không hề quen, không hề biết mà núp lùm chửi tôi. Đằng sau những hào quang đó là những lời nói thiếu văn hóa kinh khủng khiếp lắm, chửi tôi bằng những ngôn ngữ không chấp nhận được. Không dừng lại ở đó, tiếp theo sau Duy Mạnh, đến lượt Phi Nhung cũng bị nữ doanh nhân dựng dậy. Mặc dù không trực tiếp nhắc tên, nhưng cộng đồng mạng đều ngầm hiểu Phi Phi cô nương mà bà chủ Đại Nam nói tới chính là nữ ca sĩ Phi Nhung. Cụ thể, bà cho hay vị cô nương này dính nhiều ồn ào như bỏ chồng, bỏ con, thậm chí có tình yêu đồng giới và là người đứng sau chỉ đạo đánh sập nhiều trang Facebook của bà. Ngay sau đó, Phi Nhung đã có bài trần tình, bác bỏ mọi cáo buộc từ nữ đại gia và khẳng định không hề giận hay thù bà Phương Hằng. Không dừng lại ở đó, bà mẹ nhiều con còn phát trực tiếp gửi đến vợ ông Dũng một bài hát và bày tỏ: em là phụ nữ và từng trải nên khi thấy chị khóc trong lòng em rất đau. Thậm chí, nữ ca sĩ còn thể hiện sự ái mộ đối với bà Hằng khi nhắc nhở nữ đại gia giữ gìn sức khỏe. Chúc chị Hằng vui vẻ, nhớ giữ gìn sức khỏe và chăm sóc các con của mình nhiều hơn. Bye bye, I love you chị. Trái ngược với Phi Nhung, nam ca sĩ Duy Mạnh lại lên tiếng khẳng định bản thân chả bao giờ chơi trò núp lùm, đồng thời thách thức. Vừa rồi có người add anh vào cái nhóm nào đó rồi xin anh chữ ký để kiện bà ý, nhưng anh thoát nhóm và không tham gia, cứ đưa hết tin nhắn bóc phốt lên đi, anh đợi. Đáng chú ý là trong các bình luận trả lời cộng đồng mạng, giọng ca kiếp đỏ đen bất ngờ hé lộ nữ ca sĩ Phi Nhung từng gọi điện xúi anh chửi bà Phương Hằng, nhưng sau đó lại quay ngoắt 180 độ sang nịnh nọt nữ đại gia. Lý giải cho việc quay xe đột ngột của nữ ca sĩ sinh năm 1972, Duy Mạnh cho biết có lẽ vì nhiều phốt quá nên sợ bị nữ đại gia bóc phốt. Hiện tại đây mới chỉ là lời tố đơn phương từ phía Duy Mạnh, nữ ca sĩ Phi Nhung vẫn chưa có thêm động thái gì về việc này. Điều khiến cộng đồng mạng tò mò nhất có lẽ chính là thái độ của bà Phương Hằng sau khi hai diễn viên mới cast có động thái hoàn toàn trái ngược thế này. Mặc dù những thông tin xoay quanh vụ ồn ào này mới đang từ một phía Duy Mạnh, nhưng cũng đủ để khiến cộng đồng mạng một phen dậy sóng. Không biết thời gian tới sẽ tiếp tục có những vụ ồn ào nào xảy ra. Trở lại diễn biến cũ, trong livestream tối 5 tháng 6, bà Phương Hằng bóc phốt một nhân vật ẩn danh gọi là Phi Phi cô nương với dĩ vãng giờ dài dễ gì giấu giếm. Theo bà Hằng, Phi Phi cô nương là một nữ ca sĩ máu mặt, đứng sau các băng nhóm hacker để tấn công các trang mạng. Phi Phi thậm chí đứng sau việc tấn công bà trên mạng nhằm bảo vệ nghệ sĩ HL. Ngoài ra, bà Hằng còn công khai một đoạn ghi âm để bóc phốt nữ ca sĩ này bỏ chồng, bỏ con gái ruột duy nhất cho chồng nuôi. Mãi sau này đứa con ăn học ra trường, nó mới khoe con với khán giả. Nó nói nó nuôi con ăn học, trước đó muốn giấu là để cho con yên ổn học hành. Tôi thấy nó xạo, bà Hằng bảo. Nữ đại gia cũng cho biết, sau nhiều cuộc tình thì Phi Phi cô nương hiện thích nữ chứ không thích nam, đóng vai vợ trong mối quan hệ với một người phụ nữ. Bà Hằng còn tố Phi Phi cô nương làm từ thiện, nuôi nhiều con nuôi vì có mục đích vật chất. Sau khi bà Hằng lật tẩy đời tư Phi Phi cô nương, ca sĩ Phi Nhung có bài đăng trên mạng xã hội vào sáng 6 tháng 6. Bị đồn là nhân vật ẩn danh trong livestream của vợ đại gia Dũng Lò Vôi và bị gắn với nhiều tiếng xấu, Phi Nhung bác bỏ để làm yên lòng fans. Phi Nhung khẳng định cuộc sống riêng của cô cần được tôn trọng, lời của người trong cuộc sẽ đáng tin hơn những lời đồn thổi. Tới tối 6 tháng 6, Phi Nhung tiếp tục có bài đăng gây chú ý. Cô tự quay một đoạn clip hát hò tặng bà Phương Hằng bởi từng bình luận vào livestream của nữ đại gia và hứa điều này trước đó. Đáng chú ý hơn cả là nội dung Phi Nhung viết kèm clip. Mặc dù không bị bà Hằng chỉ đích danh trong livestream bóc phốt Phi Phi cô nương, nhưng Phi Nhung cho rằng bà Hằng đã nghĩ sai về mình. Tuy nhiên, câu từ của giọng ca 7X rất nhẹ nhàng khi nhắc tới vụ việc. Cô không buồn, không giận vì những lời nói của bà Hằng, ngược lại vẫn bày tỏ sự yêu mến nữ đại gia.